Rồi con chơi gì á? 15, 16, 17, 18, 19. Tưởng là gì? tượng một nơi thật đẹp. Và con tưởng tượng là cái gì? Con tưởng tượng gì? Cái trong cái đấy thì con tưởng tượng ra là con đang đứng trước một cái vườn hoa đẹp luôn. Thế à? Đẹp lắm. Em cho màu hồng. Rồi để đến lượt xuống. Em màu hồng. Mấy lần? 1, 2, 10 lần à? Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mẹ anh nhìn con. Từ 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 để mẹ quay bên đây mẹ ngồi nhìn dễ. Cái gì? Màu hồng. Màu hồng. Quay đây số chip, quay đây cho mẹ chơi với. Mẹ chơi cho mẹ màu vẫn là green nhá. Vẫn là green. Ừ. Cô Win là này. Mấy lần đã? Cô lớp nó chín. Không cho sao đỏ. Lớp cao trên điểm. Chín. Nói với bản thân bình tĩnh và mình sẽ xử lý được thôi. Ôi, rất là ý nghĩa luôn nhỉ. Ok. Thế lượt con đang chọn gì? Con tắt. Cây mà. Ai mà? Okay, con Su ngồi góc kia đi, mẹ mới quay thấy hình con ngồi đây, mẹ đâu quay được đâu. Mẹ xuống chỗ đâu mồ. Em chọn màu đỏ. Mấy là 20. Đó nhiều lắm. 20. Cái hít thở sâu vài lần. Rồi, ra hít thở đi. Em hít thở 5 lần. Và hít thở. Đi đi con. Mẹ thích cái cả cái trò lấy cái hộp kia đây mình bóc giấy đi, mình bóc giấy mình chơi. Mẹ thích chơi bóc giấy. Ừ, mẹ bóc con giấy. Ở đây. Để đây, để đây. Chị bóc trước đi. Phương ai nhá. Đọc mẹ xem. Mẹ 500 lần. Mẹ 500 lần. Con nhảy được. Nhảy được không? Ok ok. Có xinh không? Nhưng mà con phải dừng lại đấy. Rồi rồi, mẹ quay con nhảy nha. Rồi, con nhảy đi. Rồi. Con đứng bên trong này con nhảy cho nó đỡ lạnh chân. Rồi, nhảy. Chết thà, nhảy 100 lần. 500. Em nhảy 100 lần. Ok, được. Quay. Kệ mẹ thích chơi với em, kệ mẹ. Bao nhiêu rồi con? 21. 21 rồi à? Thôi chắc 100 lần thôi, 500 chia 5. Được sao? 500 luôn. Siêu thế, nãy mẹ nhảy phải 2 lần mới được 100. Mấy rồi con? Mấy rồi? 80. 80, ok. Ôi dạ, kéo phải là 19 giờ. Bao nhiêu rồi con? 100. 100. Có cần nghỉ không? Chị chip siêu quá. Mẹ thích thể hiện đấy mà. Đó, 109 sao lại nói thế? 109. Thế Su có được 100 không? 109 không đến gì mẹ. Nhặt cho mẹ quyển sách. Không đến 200. 110. Thôi con đếm 10, 11, 12 cho nhanh. Ok, 12. Thôi đánh nhạc thôi. Rồi ok, đổi đi. Dạ. Con không biết, mẹ đưa vào, con có đưa đâu. Con không biết nữa. Hỏi bố xem mẹ. Bao nhiêu là Su? 41. Làm gì 41 đến lâu. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Chị đợi chị 900. Rồi, chị hai ra 100 cái. Bắt đầu bảo no, 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 no. Rồi biết ngay mà. Rồi bốc tiếp. Hai bạn con, ba bạn con mình bốc tiếp cho khác. Mẹ bốc đi. Mẹ bốc đi mẹ. Đừng có 500 lần nữa nha. Đây mẹ bốc rồi, đọc hỏi mẹ xem nó là gì. Lẹ con đọc cho. Ok. Mẹ chồng. Quay ra cho mẹ xem thôi, đây cái gì á? Đấm vào tường. Đấm vào tường. Hay đấm vào đây được không? Đấm okay, được. Đấm vào đây à, đấm vào đây à. Được không? Mấy cái, chỉ đấm một cái thôi à? Mấy cái không? Thôi cái thôi, vỡ vỡ luôn cả tủ bây giờ. Rồi tiếp tục. Phụ thân ấy. Phụ thân mẹ thơm mẹ yêu yêu. Rồi ok. Tiếp nào. Xu đặc ha, may mắn xem có may mắn không? Có. Cái gì á, cái gì á, cái gì, cái gì mẹ xem gì á? Ngồi vào, ngồi quay. Ờ, đúng rồi. Sao con biết đọc à? Bấm. Mà nhớ đi. À, nhớ, à, nhớ chứ. À, nhớ trình tự. Rồi, quay mẹ xem. Nó. Đưa, đưa mẹ lấy cái áo của bà ra không? Cái áo mẹ mới khâu cho bà. Rồi, con quay đi. Sao ngồi vào đây? Ai quay cho con? Chị. Rồi, ra quay cho em đi. Dạ, bà tôi. Thì sao đấy? Thì không sao đâu. Em nữa đâu được. Ừ, chết rồi, quay đi, quay đi, quay đi. Chết tôi. Quay vừa vừa em chóng mặt nha. Không cần đâu. Ngày mai cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi thôi, thế thôi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mẹ ăn yêu. Rồi rồi, thôi, chờ, đọc tiếp, đọc tiếp, đọc tiếp, đọc tiếp. Chọc, chọc, chọc. Đến con, con chơi bóng. Con bóc đi. Cầu nguyện cho ta. Có ông bụt đâu cầu nguyện chi chít. Thật, có ông bụt đâu mà cầu nguyện. Ô mẹ. Ô mẹ, trời ơi. Cái này gọi là điều chip thích nhất đúng không? Đúng. Yêu mẹ. Ôi trời ơi. Rồi tiếp tục su bóc hay mẹ bóc? Mẹ, rồi su bóc cho mẹ một cái nè. Không, mẹ, mẹ bóc. Mẹ bóc rồi chip đọc. Con bóc toàn. Dạ. Thôi con đọc trước đi. Đánh chị Ngân. Đánh chị Ngân, đào bánh luôn. Con đánh mãi nữa gọi là nhẹ nhá. Ờ đánh con Ngân đúng rồi đó. Sao nó đọc được nhỉ? Con biết rồi. Sao nó đọc được hay ta? Cái chữ đầu ấy, là nó biết là nó cảm nhận ở trong đầu là à lúc nãy chị biết một chữ đầu nên là nó hiểu. Mà cái chữ đó là trong từ đánh Ngân nên nó biết. Siêu chứ. Chưa biết đọc mà đọc như đúng rồi ấy. Đây, mở xem mẹ như cái gì á. Con có nhịp. À, đưa chị em đọc xem nó đọc được cái này là gì á. Đọc xem. Ngày 100 cái. Con thấy số 100 là con suy à? Vâng. Tại ở trong này con biết này. Ngày 100 lần, ngày 200 lần với cả ngày 500 lần nên là thấy số 100. Rồi, bây giờ mẹ không nhảy với mẹ vung tay thôi nha. Ok. Ở đây, cầm quay mẹ này. Ờ, cái này. Sao? Thôi. Không được làm nữa. Nhảy gì ấy? Đây, cầm quay mẹ nhảy 100 lần. Người ta đi, người ta đi. Con đứng góc kia, con đứng góc kia. Đứng góc kia. Mà lại con đào ra đây, đây Su. Rồi, hai loại hai, hai rồi mỗi lần 50 cái nha. Nào. Cứ nhảy cùng mẹ cho. Nào, Su đếm đi. Chị bơm 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Mẹ em sắp hết rồi. Sắp hết cái đó đó. À hết rồi. Hết lượt quay rồi. Thì thôi vậy. Thôi thế thôi. Mẹ cũng mệt rồi. Để chị ngủ tắt đi. Thế. Thôi. Ai đưa cái gì? Không đưa cái luật đó vào. Là tiếp tục xem còn gì không? Cái chế độ này quay 10 phút chỉ còn 30 giây nữa thôi. Để Su xem trò gì nữa. Mệt quá. Cố lên này. Được chứ. Nè 100 cái. Ui, 100 cái tiếp à? Được không Su? Được á. Dây của tôi. Dây trên kia. Dây của tôi, dây của ai? Dây của em.
Rồi bắt đầu con nhảy đi.